xin cho con biết Chúa, xin cho con biết Chúa là Thiên Chúa đồng nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là tạo hóa, là đấng sinh thành nên con. Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyến khôn nguôi. Đôi điều suy nghĩ. Chúa đem con vào đời, nhưng mục đích chính yếu của cuộc sống lại là chờ đợi một chuyến đi. Bến xe không phải là quê hương của con, để con bám víu, để con xây đắp, nhưng nó chỉ là bến tạm để con chờ đợi xe đưa con đến đích mà con định tới. Khi nào xe đó đến để đem con đi, con không biết, chỉ có Chúa biết. Khi nào con sẽ từ giã cuộc sống đời này, con cũng không thể biết được thời giờ định mệnh đó. Lạy Chúa, có điều con muốn nói lúc này là trong khi chờ đợi, trong lúc nhìn thời gian tiến về điểm mốc quan trọng đó, con luôn luôn cần đến hạnh phúc. Con đã cảm nghiệm được nhiều thứ hạnh phúc. Hạnh phúc khi nhận được một tin vui. Hạnh phúc đến từ một tâm hồn biết thông cảm. Hạnh phúc đến từ sự thành công trong công việc làm ăn. Nhưng những hạnh phúc đó chẳng làm cho con an lòng chút nào. Con vẫn lo âu rây rứt. Những hạnh phúc ấy vẫn bấp bênh, vẫn mong manh. Quá khứ đã minh chứng rằng con đã nhiều lần bị lấy mất đi những thứ hạnh phúc ấy. Vì những hạnh phúc ấy có thể mất mát, nên cũng có những ngày tháng con sống không có niềm vui. Chung quanh con toàn là sa mạc. Mà đời người làm sao có thể sống mà không có niềm vui? Cho nên con đã có lúc đi tìm niềm vui mới. Có khi con đã oán giận Chúa, có khi con đã bỏ đời sống đức tin để đi tìm kiếm bất cứ một an ủi nào đó. Trong những giây phút ấy, con thường tìm hạnh phúc trong tội lỗi. Lúc bấy giờ, con không thấy những tàn phá của tội, mà con chỉ thấy những hứa hẹn, những hấp dẫn, những bóng mát của tội mà thôi. Thật sự, con chẳng muốn bỏ Chúa đâu. Con cũng không chủ tâm sống trong tội đâu. Con vẫn biết, con không thể sống thiếu Chúa. Nhưng trong yếu đuối của đời mình, con đã thấy những quyến rũ của tội mạnh hơn hạnh phúc đời đời do chính đời sống đức tin đem lại. Hạnh phúc thật chỉ có một định nghĩa. Nếu con đi tìm bất cứ hạnh phúc nào ngoài thứ hạnh phúc thật đó, thì con sẽ hoang mang, sẽ hụt hẫng. Hạnh phúc đó chỉ có Chúa mới đem lại cho con được mà thôi. Chúa là nguyên thủy, Chúa là nguồn gốc của tất cả, thì hạnh phúc cũng chỉ có thể có từ nơi Chúa mà thôi. Bởi đó, khi con đi tìm niềm vui ngoài nguồn gốc tối thượng đó, thì con sẽ gặp thất vọng ê chề. Khi con phạm tội, tội cũng cho con một chút niềm vui, nhưng tội làm cho con xa Chúa. Niềm vui và hạnh phúc là lúc trầm mình thưởng thức trong dòng nước chảy của dòng sông. Mức độ và sắc thái khác nhau của hạnh phúc
sẽ còn tùy thuộc vào nguồn gốc của dòng sông ấy. Chúa là nguyên nhân của một thứ hạnh phúc, thì tội cũng sinh ra một dòng hoang lạc. Nguyên nhân khác nhau, thì hạnh phúc hay hoang lạc đến từ các nguyên nhân đó cũng phải khác nhau. Từ sự khác nhau ấy, có người chọn lựa cho mình một dòng sông hạnh phúc của Chúa hay của tội. Cuộc chọn lựa nào cũng đều phải có cái giá phải trả của nó. Con là một tạo vật hữu hạn. Thứ hạnh phúc của tội cũng là một sản phẩm hữu hạn, bởi vì chính con tạo nên nó, thì nó chẳng bao giờ thỏa mãn được con. Hạnh phúc của con hệ tải bám vào hạnh phúc tự thể là Chúa, nên khi con liều mất cái tự hữu để bám vào ký sinh tạm bợ, thì con chênh vênh, thì con sẽ hụt hẫng ngay. Tội làm cho con xa Chúa. Chúa xa con không phải vì Chúa bực mình, không phải vì Chúa ghen tức. Dù con thánh thiện tới đâu đi nữa, thì cũng chẳng vì thế mà sự trọn hảo của Chúa thêm trọn hảo hơn. Dù con có cầu nguyện thiết tha đến đâu đi nữa, thì cũng chẳng vì thế mà Chúa được cao cả hơn. Tự Chúa đã tràn đầy tất cả. Tự Chúa chẳng thiếu gì, Chúa chẳng cần gì. Nếu con cầu nguyện là con bám vào sự trọn hảo của Chúa để được Chúa thương mà thôi. Tội là một thái độ tự do lựa chọn một đối tượng ngoài Chúa. Khi phạm tội là con nghe theo một tiếng gọi khác, là con chấp nhận một đối tượng khác. Khi con chấp nhận một đối tượng khác rồi, thì lẽ dĩ nhiên là Chúa phải xa con. Chúa không áp bức con bằng sức mạnh, bằng quyền năng, nhưng Chúa kính nể sự tự do của con. Khi con lựa chọn một đối tượng rồi, thì Chúa muốn ở với con cũng không được, vì con đã dành khoảng trống của lòng con cho một chủ khác rồi. Khi con kiếm tìm niềm vui nơi tội, là con tạo nên cơn bão táp cho chính vườn rau của mình. Càng để tội làm chủ con tim mình, thì Chúa càng phải ở xa. Mà Chúa càng xa, thì hạnh phúc thật càng âm u mù tối, hạnh phúc càng khuất bóng. Lý tưởng của đời con là kiếm tìm, là quy về một cõi hạnh phúc thật là Chúa. Do vậy, càng xa nguồn hạnh phúc thật, thì con càng đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Mà cuộc sống không còn ý nghĩa, thì cuộc sống trở nên man dại, tính toán, lo âu, giành giật, hận thù, trống rỗng và chán chường. Khi con phạm tội là con phá hủy hết tất cả tự do của con. Cơn bão táp ấy sẽ xóa nhòa nhân phẩm của con. Tội là điều xấu. Con không muốn để người khác biết những điều xấu xa của con. Từ đó, con có hai khuôn mặt. Một khuôn mặt thật và một khuôn mặt trình diễn để tha nhân nhìn vào. Khi con giấu kín khuôn mặt thật tội lỗi để phô bày khuôn mặt giả tạo đạo đức cao thượng, là con xây dựng giá trị của mình trên sự lầm lẫn của tha nhân. Con đã lừa dối kẻ đối diện. Nếu con còn may mắn để nhìn thấy rằng mình có hai khuôn mặt mỗi khi xét mình, thì con còn lương tri để biết rằng mình chỉ lừa gạt người khác mà thôi, chứ làm sao lừa dối chính mình được. Nhưng bao lâu con cứ lẫn lộn giữa thực và hư, bao lâu con cứ để con người để trình diễn của mình che phủ, đến nỗi con chỉ thấy nó và con tin nó là khuôn mặt của mình, thì con không còn thấy được khuôn mặt thật của con đâu nữa. Ngày đó, con chẳng là gì nữa. Ngày đó, con chẳng còn gì nữa. Con đã là nạn nhân của một sự gian dối giả tạo. Gian dối với tha nhân,
và lừa đảo chính mình. Khi tha nhân tưởng con là gương mẫu cho đời, mà thực sự con không là gương mẫu, thì con sẽ lo âu cho cái ngưỡng mộ kia sẽ bị đổ vỡ một khi tha nhân khám phá ra con người thật xấu xa tội lỗi của con. Lúc đó, con lại càng phải giấu giếm con người đó kỹ hơn. Do đó, tội lỗi đã cướp mất đi sự tự do của con. Sống trong tội, con phải triền miên, sống trong hồi hộp, trong gian dối, trong lo âu. Chẳng có người cha nào mà không mũi lòng xót xa khi thấy đứa con mình sắp chìm trong dòng sông đen ngầu dẫn đục đó. Vì kính trọng sự tự do Chúa đã ban cho con, nên tuy Chúa biết con xa lìa Chúa là đời con sẽ khổ, sẽ chán chường tuyệt vọng, tuy Chúa cũng rất đau khổ vì sự xa đọa của con, nhưng Chúa không thể làm khác được. Chúa không thể cưỡng bách con chọn Chúa được. Mà thật sự, con cũng không muốn mất đi cái sự tự do của mình. Hành vi lựa chọn là một thú vui của sự tự do. Khi không có tự do, con sẽ trở thành gỗ đá. Nếu con không phải là gỗ đá, thì con phải biết lo âu về sự tự do mà con đang lựa chọn. Lạy Chúa, xin cho con quyết tâm cứng rắn hơn để biết đương đầu với tội. Xin cho con biết mềm lòng hơn mỗi khi nhìn lên thánh giá Chúa. Con xin nương tựa vào lòng Chúa xót thương con. Lạy Chúa, con xin trở về. Amen.